cà phê. À, tôi tới giao hoa. Hoa à? Cho ai nhỉ? Có khi nào là hoa của mẹ không ta? Thế á? Không, khoan. Con nghĩ là cái này là hoa của con. Tại vì sắp đến ngày kỷ niệm lần đầu tiên tụi con đi uống cà phê với nhau. Cho nên mới nào anh Tú Vinh cũng tặng con. Anh ấy lãng mạn lắm. Cái này là gửi cho cô Lan. Ôi kìa. Con gửi cho. À, cảm ơn. Ai tặng mẹ hoa đấy? Vì mẹ thường nói với con là ba đâu có lãng mạn thế. Không có đề tên đâu mẹ nhá. Thì đó đây là cái rơ của ba con. Mẹ rất thích hoa màu vàng. Mặc dù hoa màu vàng là mang cái ý nghĩa là sự phản bội đó con. Nếu vậy thì phải là người nào phải hiểu tâm lý của mẹ lắm thì mới dám tặng hoa màu vàng này đúng không? Thực ra thì thì sau khi mà bố của Tú chết á thì mẹ chỉ có mỗi mình ba con thôi. Cái lúc mà ba với mẹ còn lén lút yêu nhau đó, là bất cứ một cái ngày lễ nào cũng vậy, ba con đều tặng quà với tặng hoa cho mẹ, không bao giờ mà ghi tên hết, luôn luôn bóng tạo cho mẹ sự bất ngờ. Lãng mạn thế á. Ba con á cứ nghĩ là tạo cho mẹ sự bất ngờ, nhưng mà thực ra ông đâu có biết là mẹ con mình ơn ổng, cho nên không bao giờ mẹ bất ngờ đó nè. Ủa, hai người làm gì vui vậy? Ủa, mình hoa đẹp ha, của chồng con tặng hả? Đâu, chồng con làm sao mà được lãng mạn như thế. Này là hoa của mẹ nhờ. Của mẹ nè. Em ai tặng hoa mà em vui vậy hả? Đương nhiên là phải có người tặng thì mới vui chứ. Đừng tặng hoa mà không vui thì sao được. Đi ra cho người ta đi vô coi. Trời đất ơi. Từng 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 từng. Bà nhớ y như in là ngày xưa mẹ con mới yêu ba là như vậy đó. Ma thật là thiếu tế nhị. Mẹ thì đang yêu thật mà. Yêu gì? Cưới nhau lâu rồi mà yêu. Không biết giả vờ. Yêu? Mà yêu ai? Yêu thằng nào? Mà lạ cái. Làm sao nó biết bà thích cái hoa màu vàng mà nó tặng cái hoa màu vàng ta? Thằng nào? Sao cái thằng này nó biết vợ mình thích hoa hồng vàng mà nó tặng cho vợ mình? Hoa Mộc Lan ơi, em hãy nhận lấy tình yêu của anh đi. Hãy nhận lấy đi. Không, em không nhận đâu. Chồng em mà biết được, chồng em sẽ giết em chết. Không sao đâu, anh chấp nhận hết tất cả. Chồng em có giết anh cũng chấp nhận mà. Làm sao em có thể tin được những người đàn ông? Họ chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Chót lưỡi em hãy nhận đi. Hoa hồng vàng. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Lan ơi, nếu em không tin thì anh sẽ móc trái tim của anh tặng cho em đi. Đó. Trời ơi tim sống thế này ư? Chết rồi. Tú ơi phá mà ác đần. Mẹ thì lấy dao đâm, còn con thì đá một cái bạc. Vậy nó nói được. Vậy ba ngồi nói chuyện với ba chút được không? Ủa sao tự nhiên hôm nay ba qua phòng con vậy? Hiểu, bạn tri kỷ mình hiểu nhau lắm. Mới cãi lộn với mẹ phải không? Mẹ con có new boyfriend rồi. Đúng mà. Mẹ con tuy có lớn tuổi chút xíu nhưng mà vẫn còn xinh đẹp, vẫn còn mặn mà. Bởi vậy á, biết bao nhiêu người đàn ông theo là chuyện đương nhiên. Mẹ con đào hoa giống như con vậy đó. Ác độc. Ác độc quá mà. Bà nỡ lòng nào bà lấy dao bà đâm vào tim bà. Còn con trai của bà ấy thì lấy muối xác vào cái vết thương. Bà, nãy giờ con nói giỡn mà.
Ba cũng biết đó, thiệt sự á là mẹ nổi tiếng nhất cái xóm từ xưa tới giờ, là một người phụ nữ chung thủy, rất yêu thương chồng con. Mẹ con đàng hoàng lắm, chứ không có lẳng lơ như con đâu. Đúng rồi. Dạ. Ba buồn quá. Hôm nay nè, mẹ con nhận được bó hoa của một người đàn ông lạ mặt. Khi mà nhận hoa rồi đó, cái mặt bà tươi như mùa xuân vậy đó. Mà ngặt có một cái là cái người đàn ông nó biết được sở thích mẹ con là thích hoa hồng vàng ấy chứ. Bà nhận hoa xong rồi, bà túng tắng giống như là gái đôi mươi vậy đó. Cái mặt bà hớn ha hỏi giống như là lúc mà bà mới vừa yêu ba vậy đó. Xong rồi khi bà te, bà say giống như điệu ba ngày xưa. Thôi bà, đàn ông mà, đổ máu chứ không có đổ lệ. Nuốt vô trong đi. Con hỏi thiệt nha, hồi đó khi hai người nhảy cái điệu van gì đó với nhau á, hai người có te không? Có. Nhưng mà bây giờ bà có te, bà đỡ không nổi đâu. Đó, bởi vậy đó là lý do đó. Ba với mẹ khác xưa rồi. Hồi xưa ba lúc nào cũng quà cáp, cũng hoa, rồi cùng nhảy với nhau. Bây giờ ba nhìn lại ba đi, bây giờ kể cả một cành hoa ba còn không tặng cho mẹ thì nói sao mẹ thương. Con à, bây giờ già rồi, tặng hoa với quà gì nữa. Tiền đó ba để dành mua đồ ăn cho tụi con ăn không sướng miệng sao? Đúng không? Thì nói tóm lại á, ba có nguy cơ mất mẹ. Ác độc quá mà. Mẹ thì lấy dao đâm vào tim, còn con thì sát muối. Ác độc quá. Ác độc quá mà. Hỏi thế gian tình là gì? Mình 40 tuổi rồi mới biết thất tình là như thế nào. Bây giờ trời á là trời. Ông buồn cái ông quên luôn tuổi của ông à. Ông 50 rồi chứ ông tưởng 40 hoài. Mà nếu cái chuyện đó mà có thật, không lẽ ông bà ta nói đúng, rau nào thì sâu nấy. Không có thích ông trời. Trời nắng quá à, làm cho hoa hồng mau héo nè. Rồi đi giao bông có một chút thôi mà làm héo tất cả cánh hoa rồi. Hoa hồng vàng của người ta đẹp như thế này, thương sao đâu á. Ta nói người thì cũng đâu có nhẹ lắm đâu, mà giống như mấy thần tiên tỷ tỷ đi mây về gió vậy đó. Mơ mộng ảo huyền. Thì cũng phải cảm ơn cái người tặng hoa cho mình. Ôi, tại sao lại tâm lý đến như vậy? Tại sao lại biết người ta thích hoa hồng vàng mà tặng cho người ta vậy? Tại sao mà họ có thể biết được hoa hồng vàng vừa thơm vừa đẹp? Hoa hồng đẹp lại vừa đẹp vừa thơm. Ôi trời ơi. Cảm ơn nha. Theo anh. Theo em đi. Theo anh nào. Em có thấy bó hoa này đẹp không hả? Quá đẹp phải không nào? Em hãy quên thằng chồng thô cạch của em đi. Thằng chồng không có một chút lãng mạn gì hết. Chồng không có một tình tứ, không có một gì gọi là người đàn ông cả. Em hãy đến đây với anh đi. Đây, hãy đến đây với anh. Đừng em. Hồng vàng nè. Hồng vàng nè. Hồng vàng nè, ha. Đó, tâm lý không tâm lý, lý tâm. Vui quá mà. Làm gì kỳ cục vậy? Không thể nào hiểu được cái hành động của anh nữa. Tại sao anh vừa mới tặng người ta đây xong anh đạp đổ như vậy liền là sao? Tiếc quá chứ gì, đúng không? Tại sao không tiếc? Dạ tiếc luôn cái người mà tặng hoa luôn chứ gì, đúng không? Tại sao không tiếc? Anh làm vậy là ý gì? Ý là anh em không xứng đáng giống như là một cái bó hồng tươi, đúng không? Nè, em á nha, là người có lỗi, em đừng ăn cướp mà vừa la làng, hay chưa? Trời ơi, không ngờ, không tưởng tượng được bây giờ trong đầu anh lại nghĩ về em như vậy. Có nghĩa là anh dùng cái hình ảnh trực quan sinh động này để mà anh dí dòn rằng em bây giờ là một con người vừa già vừa xấu vừa tàn, đúng không? Thấy chưa, bây giờ em lật lọng là thấy chưa. Em là người có lỗi, tự nhiên bây giờ em nói ngược lại anh là sao? Em á, vừa ăn cướp vừa la làng. Biết rồi, tôi vừa xấu xí vừa tàn tạ. Em ăn cướp em la làng. Tôi vừa xấu xí vừa tàn tạ. Tự nhiên ba mẹ cãi nhau làm trời vậy. Mẹ xấu xí mẹ tàn tạ quá mà. Đó. Có, mẹ còn tươi mân mởn thế này mà. Mẹ xấu xí mẹ tàn tạ. Tàn cái gì? Trời ơi,
tàn mà có một người tặng hoa kìa. Đó, mẹ con lấy cái bó hoa đó. Chồng tức ba, trời ơi, bà đứng như cửa sổ còn thấy nổi máu điên lắm. Bà cầm, trời ơi, ông trời ơi, tại sao vậy? Ông là ông chiếu nắng chỉ để bó hoa tàn tạ như thế. Có sự thật mà, bây giờ nắng quá mà trao hoa có chút xíu thôi mà héo queo hết trơn rồi. Mẹ ơi, trong chuyện này là con thấy mẹ sai đó. Mẹ sai rành rành luôn á. Tự nhiên mẹ có chồng rồi mẹ đi nhận hoa không khác cái gì vậy? Con điên hả? Cái này hoa của chồng mẹ tặng mẹ mắc mới gì mẹ không nhận? Nhưng mà mẹ đang vui thôi bà. Ba bình tĩnh lại. Còn... ba đừng làm. Bộ ba bị điên hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba tặng hoa cho mẹ. Tự nhiên ba giấu con, ba nói là người khác tặng chứ vậy? Mày bị điên hả? Nếu mà tao tặng cho mẹ mày á thì tao mua con vịt, con heo sữa để cho bà ăn cho thực tế hơn. Tặng hoa cái gì? Trời đất ơi. Thấy chưa? Bây giờ nói nè, đó cái người tình lý tưởng bí mật á, bây giờ tôi không biết là cái thằng nào. Cái thằng nào nó tặng bó hoa này? Tôi cũng đang muốn biết là cái thằng nào đó. Trời ơi, tôi giặt cổ đi cho bà coi. Giặt cổ cho coi là cái thằng nào vậy? Thằng nào? Thằng này. Nhầm. Con này. Dạ là con tặng mẹ bó hoa, là cái vấn đề là bởi vì con bị điên hả? Nếu con tặng mẹ thì sao con nói năng gì cho vậy? Thì tôi mọi người im lặng cho con lắng nghe giải thích xong thì tất cả mọi người đều không ai bị điên hết. Mà là con nghe mẹ tâm sự là dạo này mẹ đang buồn. Mẹ thấy ba từ lúc ba cưới mẹ xong ba hết lãng mạn ý. Ngày 8 tháng 3 ba cũng quên tặng hoa cho mẹ, cho nên là mẹ hay ngồi một mình mẹ buồn. Thế là hôm nay con mới bí mật con tặng hoa cho mẹ để cho mẹ vui, ba hiểu không? Mà con không ngờ nó lại gây ra một cái chuyện mà xáo xào trong nhà như thế này. Thôi con xin lỗi, cho lần sau con không tặng nữa. Con xin lỗi ạ. Vậy là hiểu lầm đó đúng không? Đấy, không ai bị điên đâu. Đúng rồi, tất cả mọi chuyện này là hiểu lầm. Mẹ là không có nhân tình. Mà còn ba nữa, lần sau mình phải rút kinh nghiệm nha. Những dịp lễ, dịp lọc thì mình phải biết quan tâm. Con nói nhiều quá thôi con. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Mình tính làm gì đó? Anh nhặt mua ha, anh gắn lại. Tụi mình tính làm thần tiên tỷ tỷ ha. Trời đất ơi, yêu thật yêu phép nào mà gắn được cái bông này vậy? Tại sao không biết đi ra chợ mua 99 đó hồng khác tặng cho cưng đi? Anh nói thiệt với mình nha, 99 đó hoa hồng nó không có gì sánh bằng một cái bụi lan rừng là hoang dã. Lãng mạn quá eo. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều, lục lọi tình.